Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc, với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2022. Sau đây là các bản tin chính. Đảng Dân Chủ gấp rút thông qua các dự luật Hạ viện trước khi Đảng Cộng Hòa nắm quyền. Bà Nancy Pelosi rời ghế Chủ tịch Hạ viện sau 2 thập niên. Ngành công nghệ đang chịu tác động bởi tình trạng sa thải hàng loạt và bất ổn kinh tế. Thống đốc Arkansas, ông Asa Hutchinson rất nghiêm túc xem xét việc tranh cử tổng thống 2024. Cơ quan FDA cho biết thịt gà chế tạo trong phòng thí nghiệm an toàn. Ngành đường sắt tìm kiếm một thỏa thuận với nghiệp đoàn nhằm tránh đình công. Lãi suất nợ nhà lao dốc với mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ năm 1981. Hỏa hoạn tại một trại tị nạn ở dải Gaza, ít nhất 21 người thiệt mạng. Và đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần tin tối nay. Thanh Thảo sẽ mở đầu phần tin chi tiết bây giờ. Bản tin đầu tiên là Đảng Dân Chủ gấp rút thông qua các dự luật ở Hạ viện trước khi Đảng Cộng Hòa nắm quyền, thưa quý vị. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi cho biết hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 11 rằng bà sẽ trình bày các kế hoạch tương lai của mình theo một mẫu viết tweet từ phát ngôn viên của bà. Một số người đã suy đoán bà sẽ nghỉ hưu vì những dân biểu Đảng Cộng Hòa dự kiến là sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong khóa tới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đang từ bỏ các ưu tiên của họ. Đảng Dân Chủ đang gấp rút thông qua những dự luật trước cuối năm này. Thượng viện có thể bỏ phiếu về dự luật bảo vệ bình đẳng hôn nhân ngay trong tuần này. Những người ủng hộ dự luật muốn Hạ viện thông qua phiên bản dự luật đó trong năm nay, trước khi Chủ tịch Hạ viện sắp tới là Kevin McCarthy nắm quyền kiểm soát chương trình nghị sự của Hạ viện Liên bang. Một số dân biểu Đảng Dân Chủ nói rằng họ cảm thấy áp lực tương tự để bảo đảm nguồn tài trợ cho Ukraine. Sự kiểm soát hai đảng đối lập với mỗi đảng một viện đã được biết là gây ra tình trạng bế tắc, nhưng sự thỏa thuận lưỡng đảng luôn luôn có thể xảy ra. Đối với lãnh đạo Thượng viện thì tình trạng có vẻ như vẫn được giữ nguyên. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu ngày hôm qua để giữ nguyên vị thế cho Thượng nghị sĩ Mitch McConnell làm lãnh đạo khối thiểu số của họ tại Thượng viện. Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ nói rằng họ dự định sẽ chọn những nhà lãnh đạo của mình vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Bà Nancy Pelosi từ chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện sau 2 thập niên, với khi mà con số ghế tại Hạ viện với phần đa số do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã tuyên bố hôm nay và ngày thứ Năm rằng bà sẽ không tái tranh cử vào vai trò lãnh đạo quốc hội của mình. Và với tuyên bố này, bà chính thức chấm dứt 2 thập niên với tư cách là đảng viên Đảng Dân Chủ hàng đầu tại Hạ viện và đã chứng kiến việc bà trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nơi Hạ viện. Bà Pelosi phát biểu, bà cho biết là bà vẫn sẽ là một thành viên của quốc hội và sẽ tiếp tục phục vụ nhiệm kỳ mà vừa được bầu lên. Với sự tin tưởng tuyệt đối vào cuộc họp kín của chúng tôi thì tôi sẽ không tìm kiếm sự tái đắc cử vào vị trí lãnh đạo Đảng Dân Chủ trong quốc hội cái nhiệm kỳ tiếp theo. Bà Pelosi đã nói giữa những tràng pháo tay trong suốt bài phát biểu kéo dài 14 phút. Đối với tôi, bây giờ đã đến lúc để một thế hệ mới lãnh đạo quốc hội Dân Chủ mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi biết và biết ơn nhiều người đã sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm tuyệt vời này. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi các hãng tin dự đoán rằng Đảng Dân Chủ sẽ mất thế đa số tại Hạ viện vào tay Đảng Cộng Hòa sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Bà Pelosi, năm nay 82 tuổi, đã giữ kín các kế hoạch tương lai của mình sau kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ, khi các đảng viên Dân Chủ vượt quá kỳ vọng và đã thắng một số chiếc ghế quan trọng mặc dù đã mất thế đa số. Theo ước tính của đài NBC News thì các đảng viên Cộng Hòa, những người đã dự đoán là một làn sóng đỏ sẽ khiến họ chiếm đa số trong quốc hội,
thay vào đó thì chỉ chiếm một vị trí dẫn đầu trong Hạ viện một cách sát sao. Bà Pelosi cũng nói rằng một cuộc tấn công gần đây nhắm vào người chồng của bà, ông Paul Pelosi, bởi một kẻ đột nhập vào trong nhà trong tay có cầm một cây búa, nó làm ảnh hưởng đến quyết định của bà về việc có tiếp tục lãnh đạo tại Hạ viện hay không. Cái đấy là bản tin liên quan đến ngành công nghệ, thưa quý vị. Ngành công nghệ đang chịu tác động bởi vì tình trạng sa thải hàng loạt và suy thoái kinh tế. Đây là một thời gian khó khăn cho ngành công nghệ. Công nhân theo dõi và chờ đợi khi các đợt sa thải nhân viên sâu rộng bắt đầu tại công ty Meta, là công ty mẹ của Facebook, và tại công ty Amazon và Twitter. Chủ nhân mới của Twitter là tỷ phú Elon Musk đã cho công nhân cho đến 5 giờ chiều nay để cam kết làm việc một cách hết sức hăng say hoặc là nghỉ việc. Trong 3 tuần lễ, ngành công nghệ đã mất hàng chục ngàn việc làm với số người bị sa thải cao lịch sử tại Twitter, Meta, Lyft và Amazon. Trang mạng layoffs.fyi, một trang web cộng đồng theo dõi mức độ sa thải, cho biết tính cho đến tháng này đã có hơn 35.000 người bị sa thải. Roger Lee là người sáng lập layoffs.fyi nói rằng đó là tháng cao nhất kể từ đại dịch COVID-19. Vì vậy, nó vượt qua mức của tháng 4 năm 2020 với 17.000 nhân viên bị sa thải. Và tất nhiên vẫn còn nửa tháng 11 nữa, cho nên con số sẽ có thể cao hơn. Công ty Meta đã cắt giảm 13% lực lượng lao động. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nói rằng ông chịu trách nhiệm và đã xin lỗi những người bị ảnh hưởng. Còn chủ mới Elon Musk ở Twitter đã cắt giảm một nửa số nhân viên, với người sáng lập Jack Dorsey đã viết tweet là công ty phát triển quá nhanh và tôi xin lỗi vì điều đó. Công ty Amazon thì bắt đầu đợt sa thải 10.000 công nhân viên trong tuần này với lý do môi trường kinh tế vĩ mô bất thường và không chắc chắn. Nella Richardson là nhà kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu ADP đã nói, đã có những khoản đầu tư lớn được thực hiện trong thời kỳ đại dịch COVID, trong khi phần còn lại của nền kinh tế chẳng hạn đang giảm mạnh 3-4%, thì ngành công nghệ lại tăng 4% và đã tăng gấp đôi trên sự tăng trưởng đó. Nhưng trong một thế giới hậu đại dịch COVID với lạm phát cao, hành vi và thói quen chi tiêu của người tiêu dùng đang thay đổi, với nguy cơ suy thoái kinh tế đang cận kề, thì tình hình lại khác và buộc các công ty công nghệ phải điều chỉnh số nhân viên và tiết chế tài nguyên bằng cách sa thải hàng loạt hoặc là ngưng tuyển dụng nhân viên. Tuy nhiên, bà Richardson lưu ý rằng công nghệ chỉ chiếm có 2% thị trường lao động, dù là một phần quan trọng nhưng không phải là toàn bộ nền kinh tế. Phần còn lại của thị trường lao động, Hoa Kỳ có vẻ tốt và nền kinh tế Mỹ đang tạo thêm việc làm với tốc độ khá lành mạnh. Thống đốc Arkansas, một thành viên của đảng Cộng Hòa, ông Asa Hutchinson, trong ngày hôm nay đã cho biết là rất nghiêm túc xem xét việc liệu có ra để ứng cử vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 hay không. Ông Asa Hutchinson xem xét chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 khi ông tuyên bố với CNN This Morning vào ngày thứ Năm. Quý vị thấy đó, chắc chắn như vậy. Tôi đang xem xét nó và xem xét một cách rất nghiêm túc. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua thì có vẻ như việc này sẽ trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, đây là một xem xét cấp tốc và tôi phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Ông Hutchinson nói rằng kết quả giữa nhiệm kỳ vừa qua không phải là một sự từ chối các giá trị của đảng Cộng Hòa, mà đó là sự từ chối của các ứng cử viên cụ thể, những người đã không tập trung vào các vấn đề của người Mỹ. Tức là nó rơi vào theo từng cá nhân và quan điểm của họ đối với các vấn đề quan trọng của Hoa Kỳ mà cử tri đang theo đuổi hiện nay. Ông Hutchinson nói rằng người có nhiệm kỳ giám đốc điều hành kết thúc vào tháng Giêng và bị giới hạn trong thời gian tìm kiếm văn phòng của mình một lần nữa thì đã chỉ ra rằng đây là một thời điểm quyết định để đưa ra những ý kiến của mình. Các bình luận của thống đốc đảng Cộng Hòa được đưa ra trong bối cảnh có nhiều suy đoán về việc ai, nếu có, sẽ là người chính thức thách thức cựu Tổng thống Donald Trump, người đã chính thức công bố quyết định khởi động một cuộc bầu cử khác vào Tòa Bạch Ốc vào hồi đầu tuần này. Việc khởi động chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump và khả năng lãnh đạo đảng Cộng Hòa của ông ấy đã vấp phải nhiều mâu thuẫn nội bộ và bị chỉ trích sau thất bại của một số những người đã từ chối bầu cử đã được cựu Tổng thống tán thành trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, và một số các đảng viên Cộng Hòa đáng chú ý, bao gồm kể cả cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thống đốc tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis, đã ám chỉ rằng họ có thể đứng ra để thách thức người cầm đuốc một thời không thể tranh cãi của đảng Cộng Hòa, ý nói nhắm đến cựu Tổng thống Donald Trump.
Tại một chương trình phỏng vấn trả lời phỏng vấn của đài CNN vào tối ngày thứ Tư, cựu phó tổng thống Mike Pence đã quan sát thấy rằng các ứng cử viên nói về tương lai trung thực hơn những người tập trung nhiều vào những việc làm để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong quá khứ. Ông nói, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn so với người đồng nghiệp cũ của tôi hay là người chủ cũ của tôi. Ông Mike Pence đã nói với phóng viên của đài CNN Jake Tapper như trên. Và ông nói rằng đã đến lúc Hoa Kỳ cần chọn lựa một người lãnh đạo mới và một phương hướng đi mới phù hợp với lợi ích của cử tri Hoa Kỳ. Sau quả tin liên quan đến việc cơ quan FDA cho biết là thịt gà chế tạo trong phòng thí nghiệm an toàn để ăn. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, đang bật đèn xanh cho thịt gà được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Công ty thực phẩm Upside Foods có trụ sở tại California sẽ có thể bắt đầu bán sản phẩm của mình sau khi cơ sở của họ được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ kiểm tra. Cơ quan FDA cho biết họ đã đánh giá thông tin được gửi bởi công ty Upside Foods và cho rằng nó an toàn. Cho đến nay, FDA chỉ cấp phép cho thịt gà được làm từ tế bào gà nuôi cấy bởi công ty Upside Foods. Người sáng lập và kiêm giám đốc điều hành của công ty Upside Foods là Uma Valetti đã mô tả quá trình này tương tự như là ủ bia. Nhưng thay vì phát triển nấm men hoặc là vi khuẩn thì chúng phát triển tế bào động vật. Ông viết trên Twitter rằng thịt gà của họ đã tiến một bước gần hơn đến việc có mặt trên bàn ăn ở khắp mọi nơi. Và những sản phẩm này không thuần chay, không phải chay hay là có nguồn gốc thực vật, mà chúng là thịt thật được làm mà không có động vật. Một ủy viên của FDA cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẵn sàng hợp tác với nhiều nhà phát triển thực phẩm hơn, sử dụng tế bào động vật thu hoạch được từ gia súc, gia cầm và hải sản để sản xuất thực phẩm trong phòng thí nghiệm, và rằng cơ quan FDA hy vọng những sản phẩm này sẽ sẵn sàng được cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ trong tương lai gần. Những người ủng hộ nguồn thực phẩm chế tạo trong phòng thí nghiệm hy vọng rằng thịt nuôi cấy sẽ làm giảm nhu cầu giết mổ động vật để làm thức ăn và giúp phần nào giải quyết tình trạng khủng hoảng khí hậu. Singapore là quốc gia đầu tiên cho phép bán thịt nuôi cấy. Họ đã cấp phép cho công ty khởi nghiệp It's Just Inc. ở San Francisco, California năm 2020 để bán thịt gà sản xuất trong phòng thí nghiệm tại Singapore. Một nhóm chuyên gia đại diện cho ngành đường sắt Hoa Kỳ và đại diện cho ngành vận chuyển toàn quốc của Hoa Kỳ tin tưởng rằng họ có thể đàm phán để tránh được một cuộc đình công của hơn 100.000 thành viên công đoàn ngành đường sắt ngay sau khi cả các thành viên cao cấp đã từ chối các thỏa thuận lao động dự kiến đạt được vào đầu mùa thu này. Cho đến nay thì ba công đoàn trong ngành đường sắt đã từ chối một số các thỏa thuận được đề nghị và sẽ đình công ngay vào sau ngày 4 tháng 12 tới đây. Hai công đoàn ngành đường sắt lớn nhất đại diện cho các chỉ huy và các vị kỹ sư sẽ công bố kết quả của các lá phiếu phê chuẩn của họ vào ngày thứ Hai tới đây. Các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa lớn của quốc gia, của các tiểu bang cùng nhau đàm phán về các hợp đồng lao động trong toàn ngành với mỗi công đoàn trong số 12 công đoàn của ngành đường sắt. Chỉ cần một công đoàn đình công, 11 công đoàn còn lại sẽ dùng nó để mà làm chậm đi các việc bốc xếp và châm ngòi cho một cuộc tổng đình công, khiến ước tính 30% các hoạt động vận chuyển hàng hóa của quốc gia sẽ bị gián đoạn và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng cho chuỗi cung ứng và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Một trong những tiếng nói chính cho phía quản lý của ngành, Ian Jeffries là giám đốc điều hành của Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ, đây là một tập đoàn thương mại trong ngành, nói rằng ông tin tưởng rằng các tuyến đường sắt vẫn có thể đạt được các thỏa thuận mới với bất kỳ công đoàn ngành đường sắt nào mà các thành viên đã từ chối các đề nghị trước đó, và rằng các hợp đồng mới sẽ được chấp nhận trong các tư cách thành viên để có thể chấp nhận một thỏa thuận đưa đến một sự thống nhất là tất cả sẽ không có diễn ra cuộc đình công vào sau tháng 12. Ông chỉ ra rằng công đoàn Machinist là một trong những công đoàn mà các thành viên ban đầu đã từ chối thỏa thuận, nay đã quay trở lại và chấp nhận việc đàm phán, đồng thời có thể đưa đến để phê chuẩn một thỏa thuận được sửa đổi một chút, mặc dù trong đó có 52% thành viên bỏ phiếu ủng hộ. Ông Jeffries cũng nói với một phóng viên của đài CNN trong một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Năm, hoàn toàn có cơ hội nếu như một lần phê chuẩn không thành công trong việc đàm phán và đi đến các thỏa thuận bổ sung, đồng thời đưa ra các thỏa thuận đó
và các thỏa thuận dự kiến được phê chuẩn, thì chúng tôi cũng vẫn có thể đi đến một cái mức tối thiểu để đạt được một sự thỏa thuận của tất cả 12 công đoàn ngành đường sắt là không có cuộc đình công sau ngày 4 tháng 12 năm nay. Cái đấy là bản tin về lãi suất nợ nhà đã lao dốc và đã giảm xuống mức hàng tuần lớn nhất kể từ năm 1981. Tin tốt cho những người đang mua nhà hoặc đang tìm cách để đóng hồ sơ mua nhà, lãi suất nợ nhà đã giảm. Sự sụt giảm này xảy ra khi một loạt các báo cáo kinh tế cho thấy lạm phát cuối cùng có thể đang trên đà giảm xuống. Lãi suất trung bình của loại nợ cố định 30 năm là 6.6% trong tuần qua, giảm tới mức vào khoảng 7.08% trong tuần trước. Theo cơ quan Freddie Mac, thì nơi chuyên mua lại nợ nhà từ các ngân hàng cho vay, đây là mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ năm 1981. Bất chấp những tin tốt kể trên, lãi suất thế chấp vẫn cao hơn gấp đôi so với đầu năm nay, và việc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nhanh chóng tăng lãi suất cho vay qua đêm chuẩn đã đè nặng lên lĩnh vực gia cư. Mới một năm trước, lãi suất nợ nhà cố định trong 30 năm trung bình chỉ vào khoảng 3.1%. Mặc dù có nhiều dữ liệu cho thấy lạm phát có thể có vẻ đã đạt đỉnh và hứa hẹn giảm, nhưng Quỹ Dự trữ Liên bang cho biết họ không có ý định ngừng tăng lãi suất cho đến khi nào lạm phát giảm xuống nhiều và tiến gần hơn đến mục tiêu họ mong muốn là 2%. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng lãi suất vào khoảng 0.5% trong cuộc họp tiếp theo ngày 13 đến 14 tháng 12 tới đây, là mức ít hơn 0.75% trong 4 lần tăng liên tiếp vừa qua. Chỉ số tổng hợp thị trường của Mortgage Banker Association là thước đo khối lượng đơn vị vay nợ nhà đã tăng 2.7% so với một tuần trước đó. Lãi suất nợ nhà trung bình dựa trên các ứng dụng mà Freddie Mac nhận được từ hàng ngàn ngân hàng cho vay nợ để mua nhà trên toàn quốc và chỉ bao gồm những người vay nợ đặt cọc là 20% và có tín dụng tốt mà thôi. Giới chức chính quyền của nhóm Hamas tại dải Gaza cho biết một đám cháy đã bùng phát vào tối ngày thứ Năm theo giờ địa phương ở phía bắc dải Gaza và qua đó đã làm thiệt mạng ít nhất là 21 người trong một trong những vụ việc chết người, một trong những tai nạn lớn nhất làm chết người nhiều nhất sau những cái xung đột giữa hai lực lượng quân sự Israel và Palestine. Ngọn lửa đã bùng phát trên tầng 3 của một tòa nhà 3 tầng trong khu trại tị nạn Jabalia, đông đúc, và tin tức theo nhóm chiến binh người Palestine Hamas đã xác nhận. Lực lượng phòng vệ dân sự dải Gaza do Hamas điều hành cho rằng nguyên nhân của vụ cháy là do xăng được tích trữ nhiều trong tòa nhà. Không rõ ngay lập tức thì xăng bốc như thế nào, tuy nhiên các quan chức cho biết là một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành. Ngọn lửa thoạt tiên đã được nhìn thấy phụt ra từ các cửa sổ của tầng đang cháy khi hàng trăm người đã vội chạy ra khỏi khu nhà của mình, đứng ngoài đường, chờ xe cứu hỏa và xe cứu thương đến tiếp viện. Dải Gaza do lực lượng Hamas cai trị và đang bị phong tỏa giữa Israel và Ai Cập, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Người dân ở đây thường tích trữ ga nấu ăn, dầu diesel và xăng ở trong nhà để chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Các vụ cháy nhà trước đây cũng thường là do nến và rò rỉ khí ga đã gây ra. Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas đã gửi lời chia buồn đến gia đình của những người thiệt mạng và tuyên bố ngày thứ Sáu ngày mai sẽ là một ngày quốc tang. Hussein al-Sheikh là một quan chức cao cấp của chính quyền Palestine thì kêu gọi Israel cần mở cửa biên giới với Gaza để cho phép di tản những người bị thương cần được chăm sóc y tế nâng cao đến các bệnh viện ở Palestine ở khu vực bờ Tây và ở tại thành phố Jerusalem. Cơ quan Israel kiểm soát giao lộ Erez với dải Gaza đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ phía báo chí. Vâng, thưa quý vị, và với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức buổi tối ngày hôm nay của Việt Face Tonight cùng với Thanh Thảo và anh Trung. Cầu mong chúng ta sẽ có một buổi tối an lành và xin hẹn gặp lại bản tin này ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ the best of life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh chuyên bảo lãnh đổi thẻ xanh thi quốc tịch Mỹ 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc.
với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Khi bước qua 30, 40 hoặc nhiều hơn nữa, khuôn mặt bắt đầu tì vết chân chim, nám đồi mồi xuất hiện, làn da chảy xệ, xương khớp đau nhức. Giải pháp cuối cùng duy nhất chỉ có từ Lotus by Johnny Dũng. Bằng Super Collagen Yến Trà Hoa Nữ, 100% bào chế chuyên trở từ Nhật Bản, mang độ thẩm thấu cao nhất, số lượng 15.000mg collagen từ cá, hòa quyện với nhiều dưỡng chất đặc biệt như mật trà hoa nữ chống cửa mắt, siêu Q10 ngừa mỡ nơi vành tim, sụn cá mập bồi bổ xương khớp, ngũ tạng trong cơ thể lần lượt thay đổi. Chương trình promotion thật đặc biệt, mua 5 tặng 3, mua 10 tặng 7. Và khi mua 10, quý vị cần được tặng thêm bộ kem dưỡng Beauty Diamond gồm có kem collagen yến linh chi, kem mắt 4 chức năng, 4 chiếc mặt nạ dưỡng da cao cấp. Số điện thoại 1855 955 6887. Website johnnydung.com. Chương trình promotion thật đặc biệt, mua 5 tặng 3, mua 10 tặng 7. Và khi mua 10, quý vị cần được tặng thêm bộ kem dưỡng Beauty Diamond gồm có kem collagen yến linh chi, kem mắt 4 chức năng, 4 chiếc mặt nạ dưỡng da cao cấp. Chúng ta có thể thay đổi, yêu đời hơn, thành công hơn. Hãy cùng nhau chinh phục cả bầu trời. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu khuynh diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Mẹ ơi, con muốn báo cho mẹ một tin là con vừa có quốc tịch Mỹ. Con sẽ đến văn phòng thẻ xanh để bảo lãnh cho mẹ và hai em. Chồng con cũng từng sử dụng văn phòng này để bảo lãnh con qua Mỹ đó mẹ. Đến văn phòng thẻ xanh, con cảm thấy rất an tâm mẹ à, vì họ rất tốt và có lương tâm. Mỗi hồ sơ bảo lãnh là một món quà ý nghĩa, chứ đừng báo ân tình hiếu đạo mà người phương xa trân quý dành tặng cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em của mình như một lời tri ân sâu sắc. Đối với quý vị ở xa, văn phòng thẻ xanh có hệ thống và công thức mở hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và lệ phí rẻ. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đến cho quý vị ký và quý vị gửi lại. Sau đó chúng tôi sẽ theo dõi và lo hồ sơ cho đến khi đậu, đặc biệt cho trả góp hoặc thiếu. Nếu muốn bảo lãnh thân nhân, hãy gọi 714-766-3345 hoặc tại Việt Nam 08-3810-5466. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lời thấp nhất. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.